Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Tô Thêm của mình. Hôm nay cùng mình Tô Minh Xanh chiếc ô tô chở hộp quà này nhé. Cùng xem hộp quà của mình sẽ Tô Minh Xanh này như thế nào nhé. Chiếc nơ mình sẽ tô là màu vàng. Hộp quà mình sẽ tô là màu đỏ. Bánh xe mình sẽ tô màu đen. Ô tô tải mình sẽ tô làm màu xanh.
Thật sự mình đã hoàn thành sau khi xem, cảm ơn mọi người đã xem các kênh cho xem của mình. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo của mình.